Câu số 4 trong bài thi này là một cái câu về hình học. Cho tam giác đều ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Cái góc XMI bằng 60 độ thì quay quanh điểm M sao cho này. Tia MX và tia MI luôn cắt các cạnh AB và AC lần lượt ở hai điểm D và E. Hãy chứng minh rằng ý A, đích của cạnh BD nhân với cạnh CE thì bằng BC bình phương trên 4. Và ý B là D. Các cái tia DM và EM lần lượt là phân giác của góc BDE và góc CAD. Và cuối cùng là chứng minh tam giác ADEA có chu vi không đổi. Cái phần là ghi giả thiết kết luận thì thầy bỏ qua nhé, vì thầy tin là cái phần đó các em học sinh giỏi đều làm được. Chúng ta vẽ hình này, tam giác ABC đều. M là trung điểm của cạnh BC. Góc XMI bằng 60 độ. Thì tia MX để cắt cạnh AB ở D. Tia MI cắt cạnh AC ở E. Và cái góc này bằng 60 độ. Ý A, chứng minh BD nhân với CEA bằng BC bình phương trên 4. Thì gặp phải những cái câu hỏi về chứng minh về tích các cái cạnh này thì chúng ta nghĩ ngay đến các cái tam giác đồng dạng. Vì em biết là khi mà các tam giác đồng dạng với nhau ấy thì các cạnh của chúng tương ứng tỷ lệ. Đấy. Tôi nghĩ nhá. BD này nhân với CE bằng BC bình trên 4, vậy mình sẽ nghĩ cách tách thành BC trên 2 nhân với BC trên 2 để làm gì? Để đi tìm kiếm các cái tam giác đồng dạng. Thế tại sao lại tách nó thành BC trên 2 nhân với BC trên 2 chứ không phải là BC nhân với BC trên 4? Vân vân. Có nhiều cách tách, ta sẽ sao ta chọn cách này. Thì ta nghĩ đến này. Trong các cái tam giác đều ABC của chúng ta đấy thì M lại là trung điểm của BC. Thế vì vậy thì BC trên 2 chính là độ dài cạnh BM. Đấy. Hoặc là cạnh CM. Nhá, nó là những cái cạnh có sẵn và ta nghĩ lần này khả năng rất cao là sử dụng các cái tam giác đồng dạng chứa các cái cạnh này. Vậy chúng ta viết nó lại thành gì? BD này, chia cho BC trên 2 này thì bằng gì? BC trên 2 này chia cho gì? CA. Vậy ta đi tìm vế bên này là một cái tam giác là hai cạnh của một tam giác. Cạnh BD rồi. Cạnh nào mà lại có độ dài bằng BC trên 2? À, cạnh BD rồi thì một cạnh nữa có độ dài BC trên 2 thì nghĩ khả năng là cạnh BM. À, vậy ta nghĩ đến tam giác BDM. Đồng dạng với tam giác nào ở đây? Trong cái tam giác này thì đây là hai cạnh, độ dài là hai cạnh. Đấy. Một cạnh là CE thì rồi. Đấy, một cạnh còn lại là D có dài bằng BC trên 2, vậy ta nghĩ đó có thể là cạnh MC. Ta dự đoán như vậy. À, vậy thì ta nghĩ đến các tam giác BDM và CME là những cái tam giác đồng dạng. Em chú ý này, cái tam giác đều thì các góc nó bằng gì? Bằng 60 độ. Trên góc này sẽ phải bằng góc này, cũng sẽ phải bằng góc này. Đấy. Vậy ta đi đánh dấu những cái góc bằng nhau nhé. Em nhận thấy này, trong cái tam giác BDM này này, góc này tức là góc M, góc D1 này đi, cộng với góc M này có ba góc M, ta đánh mã đây là M1 này đi, thì bằng 120 độ. Thế mà cái góc M1 này cộng góc M2 này cộng góc M3 này 180 mà. Góc này bằng 60, vậy thì M1 cộng M3 phải bằng cũng bằng 120. Góc này cộng góc này bằng 120, góc này cộng góc này bằng 120. Đó, điều đó chứng tỏ hai góc này phải bằng gì? Bằng nhau. Đấy, nên chúng ta dùng chung cho nó một cái ký hiệu. Đấy. Chúng ta phải nói như thế này. Ý A. Có này. Góc D1 cộng góc M1 cộng góc M1 bằng 180 độ trừ đi góc B. Đó, hết bằng 120 độ. Đấy. Tiếp em này. Cái góc M1 cộng góc M3 bằng 180 độ trừ đi góc M2. Tức là cũng bằng 120 độ. Từ hai điều này thì em suy ra cái góc D1 phải bằng góc M3.
Đến đây mình để xét các cái tam giác BD và tam giác BD mà và cái tam giác thứ hai là CME thì có gì? Ta có góc D1 thì bằng góc M1 à xin lỗi D1 bằng góc M3. Ta vừa chứng minh ở trên rồi. À lại có góc B bằng góc C. Vì sao? Vì nó đều bằng 60 độ do tam giác ABC là tam giác bèo mà. Nếu vậy ấy, thì em sẽ suy ra tam giác BDM đấy, đồng dạng với cái tam giác CME. Em lưu ý nhé, cái ký hiệu đồng dạng này là chúng ta viết như thế này nhá, chứ không được viết như thế này. Đấy, như thế này là sai. Là vì sao? Cái từ đồng dạng trong tiếng Anh ấy, những cái hình đồng dạng được gọi là similar. Xem các cái hình đồng dạng. Đấy. Thì là do vậy để nói về các cái hình đồng dạng, người ta lấy cái chữ F là cái ký hiệu. Thế thì cái chữ F mà để bình thường đó thì nó dễ lẫn với tên của các cái điểm và các cái viết tắt khác, cho nên người ta quay ngang chữ F, chữ F đấy. Thì khi quay ngang chữ S lại thì nó sẽ trở thành dạng như thế này nhá. À, ta xoay 90 độ thì dù là xoay theo chiều này hay xoay theo chiều này thì nó vẫn cứ thành cái giống như cái dấu ngã viết ngược này nhá. Thực chất là chữ S nằm ngang. Đấy là cái ký hiệu đồng dạng mà phải lưu ý. Cái thứ hai nữa là em cần phải viết đúng cái thứ tự này, phải là do góc B bằng góc C mà, cho nên ta có B D M bằng C M E nhá, viết đúng thứ tự. Khi mà hai tam giác đồng dạng với nhau thì sao nhỉ? Thì tỷ số các cạnh của chúng sẽ phải bằng nhau. Tức là nếu cạnh lấy cạnh BD mà chia cho cạnh CM yeah, thì cũng phải bằng cạnh gì? BM. BM thì phải chia cho CE. Đó. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có BD mà nhân với CE thì bằng gì? BM nhân CM. Hay suy ra BD nhân với CE bằng BM, em thay nó bằng BC trên 2, CM ta cũng thay nó bằng BC trên 2. Hay BD nhân với CE đúng bằng BC bình trên 4. Và đây chính là điều cần phải chứng minh nhá. Còn cái phía bên đây để chúng ta, chỗ này là chúng ta đang viết nháp trong cái lúc mà chúng ta nghĩ thôi. Đây là ta hoàn thiện cái ý A. Bây giờ sang cái ý B này. Chứng minh DM em lần lần là phân giác của các góc BDE và CAD. Thế thì gặp phải những câu hỏi như thế này đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là hai cái công việc này nó tương tự như nhau, cho nên chúng ta sẽ chỉ tập trung nghĩ một cái thôi. À, ta tập trung nghĩ cách chứng minh DM là phân giác của góc BDE, còn em là phân giác của góc CAD thì hầu như chúng ta sẽ không phải nghĩ, bởi vì nó hoàn toàn tương tự. Cách chứng minh DM là phân giác của góc BDE. BDA đẹp nhá. Đấy. Thế thì DM là phân giác của góc BDA thì chứng tỏ là cái góc D1 này phải bằng cái góc D2. Trên thực tế là ta chưa biết là nó có bằng hay không, nhưng họ bảo chứng minh thì ta nghĩ rằng khả năng là nó bằng rồi. Và trong cách nghĩ của chúng ta, ta tạm thời coi như là hai góc này bằng nhau rồi đã. Đấy, ta phân tích cái cách suy nghĩ của ý B như sau này. Ta tạm coi nó như là cái tư duy ngược đi. Tức là người ta đang bắt ta chứng minh nó bằng nhau thì ta lại tạm coi nó như là bằng nhau rồi. Nếu góc này mà bằng góc này nhá. Nếu mà góc này ấy cũng bằng góc này do đều bằng 60 độ mà. Thế vậy thì hai cái tam giác này này, BDM và MDE này phải là hai tam giác đồng dạng. Suy ra là nếu chứng minh được hai tam giác này đồng dạng thì hai góc này bằng nhau, đúng không? Ừ. Hai tam giác đồng dạng thì có thể là chúng đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc như ở IA. Ở Trung Quốc có thể đồng dạng với nhau theo kiểu hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và góc xen giữa bằng nhau, đúng không? Rồi ba cạnh tương ứng tỷ lệ. Thế ở đây ta nghĩ đến là do đã có góc này bằng góc này rồi, cho nên ta nghĩ đến cái kịch bản thứ hai là hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và góc xen giữa bằng nhau. À, củng cố thêm cái suy nghĩ đó nữa là cái chỗ mà các cái
cạnh của chúng ta là xen giữa góc B này là BM với D, BD, xen giữa góc M2 này là ME với này, MD. Đấy, là những cái cạnh mà đã có trong các cái tam giác BDM và CM, yeah, đúng không? Đấy, ở ý B này ta có là tam giác BDM, BDM thì đồng dạng với tam giác CME, CME. Đấy, cái này có được từ chứng minh trên. Nếu vậy ấy, thì em sẽ suy ra được tỉ số các cạnh là lấy cạnh BD mà chia cho cạnh CM thì cũng bằng cạnh DM chia cho cạnh MEA. Đấy. Và cũng bằng, ta có BD này và DM này, và cũng bằng gì? BM chia cho cạnh CEA. Đấy, vậy từ đây em suy ra này, nếu với cạnh BD chia cho cạnh CM thì cũng chẳng khác gì như BD chia cho BM vậy, vì CM và BM là bằng nhau mà, thì bằng DM, bằng cạnh DM này chia cho cạnh MEA. Đấy, đây là điều nhất. Điều thứ hai là cái góc B này lại bằng góc M2, mà góc B lại bằng góc M2. Đấy, đây là điều số 2. Được, vậy từ 1 và 2 em suy ra tam giác BDM, BDM đồng dạng với tam giác MDE, MD, tam giác MDE nhé, MDE. Vì sao nhỉ? Cạnh BD mà chia cho cạnh BM thì bằng cạnh MD chia cho cạnh ME. Đấy, tức là chúng ta có hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và góc xen giữa chúng là góc B này và góc M này, này bằng nhau. Đấy, vậy thì hai tam giác này phải là tam giác đồng dạng cho trường hợp cạnh góc cạnh. Nếu mà chúng đồng dạng với nhau rồi thì hiển nhiên là dẫn đến hai cái góc tương ứng là B, D, M, tức là góc D1 đấy phải bằng góc M, D, E, M, D, yeah, đúng không? Hay nói cách khác là DM là phân giác của cái góc BD, yeah. Đây chính là điều phải chứng minh. Và hoàn toàn tương tự như vậy thì em sẽ chứng minh được EM là phân giác của góc BEC, nhá. Chúng ta chứng minh tương tự. Cái việc đó thì để cho em tự làm. Ta sang cái ý C, chứng minh rằng cái tam giác ADEA ấy có chu vi không đổi ADEA em này. Em tưởng tượng cho thầy là tam giác ABC thì nó cố định rồi, điểm M cũng cố định rồi. Đó. Thế nhưng mà cái góc XMI này này nó lại quay em ạ. Như vậy là cái vị trí của D và E thay đổi, dẫn đến là độ dài cạnh AD thay đổi, độ dài cạnh DE thay đổi và độ dài cạnh AE cũng phải thay đổi theo. À, họ đã bảo ra chứng minh chu vi của nó không đổi. Chu vi có nghĩa là tổng độ dài AD cộng DE cộng VE, không đổi nhá. Ba cái cạnh của tam giác này thay đổi nhưng tổng của chúng lại không đổi. Ta nghĩ cách chứng minh. Và để chứng minh nó đấy thì ta nghĩ đến cách được thay cái tổng ba cái cạnh này bằng một hay là tổng của một số cái cạnh cố định. Ta mới làm như sau này, từ M ấy, em hạ MI vuông góc với AB, MG vuông góc với DE và MK vuông góc với AC. Thì em nhận thấy này, cái tam giác vuông MID
và MJD này có hai góc nhọn này bằng nhau này, đúng không? Rồi lại có chung cạnh huyền. Thế vậy thì hai tam giác này phải bằng nhau. Mà hai tam giác này bằng nhau ấy thì cạnh DI phải bằng cạnh DG. Tương tự như vậy ấy, em xét cái tam giác vuông MJE với MKE này. Đấy. Thì chúng ta có điều gì? Ta đã chứng minh được là hai cái góc này bằng nhau đấy, đúng không? Ký trên là do EM là phân giác của góc DEC mà. Thế hai góc này bằng nhau. Đấy. Mà khi mà hai góc này bằng nhau đó thì hai tam giác MJE và MKE có hai góc nhọn bằng nhau mà lại có cạnh huyền chung thì chúng cũng sẽ phải bằng nhau. Thế dẫn đến GE bằng EK. Và vì vậy cái tam giác ADE có chu vi bằng AD cộng DE cộng với AE đó sẽ được thay bằng gì? AD cộng với DG cộng với GE cộng với EA. DG ta sẽ thay nó bằng DA. GE ta thay nó bằng EK nhé. Đấy, cái hướng của ta như vậy. Bây giờ ta viết chi tiết này. IC A kẻ MI vuông góc với AB tại Y. MG vuông góc với DA tại G. MG vuông góc với DA tại G. Và MK vuông góc với AC tại K nhé. À, xét tam giác MID và tam giác MJD có gì? À, có góc Y bằng góc G và bằng 90 độ. Cạnh huyền MD chung. Thế thì suy ra tam giác MID phải bằng tam giác MJD. Đấy, hai tam giác này bằng nhau trong trường hợp cạnh huyền góc nhọn. À, nếu vậy em sẽ có ID phải bằng JD, hai cạnh tương ứng. Đây là điều số 3. Đó. Chúng ta cũng có này. À xin lỗi, ở đây là hai tam giác này. Ta còn thiếu thông tin nhé. Là tam giác vuông này cạnh MD chung này. Lại góc D1 bằng góc D2. Tức là hai góc phải chỉ ra được hai góc nhọn này nó bằng nhau nữa thì hai tam giác này mới bằng nhau được. Rồi ta lại xét tiếp đến tam giác MJE và tam giác MKE này. Có cái góc J bằng góc K và bằng 90 độ. Cạnh MJE là cạnh huyền chung. Cái góc đây mã là M1 đi và E2 đi. Góc M1 bằng góc E2 do ta đã chứng minh M là phân giác của góc A, E, C, đúng không? À, như vậy thì từ đây em sẽ suy ra tam giác MJE bằng tam giác MKE. Đó. À, hai tam giác này bằng nhau thì em sẽ suy ra tiếp là gì? Các cạnh tương ứng là JE phải bằng KE. Đây là điều số 4. Vậy thì từ đây em suy ra chu vi của tam giác ADE đó nó sẽ bằng gì nhỉ? Tổng độ dài ba cạnh là AD này cộng với DE này cộng với AE này. Ta thực hiện tách nó thành này. AD cộng với cạnh DE ta tách nó thành DG cộng với GE rồi cộng tiếp với AE. Hay bằng tiếp này. Em nhận thấy này. AD cộng với DG ta có quyền thay nó bằng AD cộng với DI. Vì ta đã chứng minh được DI bằng DG mà. Đấy.
nó sẽ là AD cộng với, ta thay DG bằng DI nhá. Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái 3 này cộng với GE cộng với AE thì cũng thay, có thể thay nó bằng KE cộng với AE đúng không? KE cộng với AE. Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái mã số 4 này này. Đấy. Thế hết chỗ thì thầy sẽ viết sang tiếp sang bên đây. Để chúng ta sẽ được chu vi của tam giác ADE sẽ bằng gì? AD cộng với DI cộng với KE cộng với AE. Chúng quan sát này. AD mà cộng với DI thì chính bằng AI. KE mà cộng với AE thì chúng đúng bằng AK. Đấy. Thế nhưng mà em dễ nhận thấy là tam giác ABC đều mà M nên là trung điểm của BC. Từ M hạ MI vuông góc với AB hạ MK vuông góc với BC thì rất dễ dàng chứng minh được rằng là MI thì bằng MK, do cái tam giác MIA cũng bằng tam giác MKA đúng không? Cái này dễ quá rồi, cho nên ta có thể viết ngay bằng 2 gì? 2AI. Lý do là vì AI bằng AK. Tiếp nhận thấy điều này này. ABC cố định, M cũng cố định, vậy thì Y cũng phải cố định. Vậy thì độ dài đoạn AI là cố định. Chu vi tam giác ADE này bằng 2 lần độ dài đoạn AI. AI cố định thì chu vi tam giác này phải cố định, đúng không? Ta có thể giải thích này. Do A, B, C, M và Y cố định. Suy ra độ dài đoạn AI cũng cố định. Đấy. Độ dài đoạn AI cố định thì dẫn đến chu vi tam giác ADE cũng cố định. Và đây chính là điều cần phải chứng minh. Ta hoàn thiện cái câu số 4 của đề thi.